Đây, hôm nay thì đi thăm vườn cam nghe quý con. Cam nha. Nói trước nha, anh em không có chữ cam nha. Tại vì nhất là cam hiện tại giờ đang lên giá lại đó nha. Thì nhất là cây này hiện tại giờ là cơ cơ ba hả anh? Cơ ba chuẩn bị mình làm cơ bốn nha quý con. Đang chờ nha. Nghĩa là sao? Bây giờ là hiện tại giờ là nó đang đi đọt như thế này. Đây, nó đi giọt đúng không? Đi này nè. Đang chờ cái lá này cho nó già lên chút, nó hơi già lên chút, quay ngang bắt đầu cắt, lấy kéo cắt ngay chỗ này nè. Cắt ngay chấn này nè quý con. Đó, cắt. Rồi bắt đầu cắt xong bắt đầu là 3 ngày sau là tưới dưỡng rễ là liền, kích đọt là liền. Đó, cắt liền, đặng mình thúc cho nó ra lấy cái cơ đọt thứ tư đó quý con. Như chẳng hạn đang đang chờ mấy thằng này nè, đang chờ mấy thằng này cho nó già lên nè. Đó, bây giờ nó còn non nè đúng không? Đây non nè. Non nè, non nè. Bây giờ mình đang chờ nó đi cho nó già lại, cắt đây. Đúng. Như chẳng hạn đây mấy thằng này nè, phướng không nè, thấy không? À, phướng không nè. Bây giờ mình chờ cho nó già lại, quay ngang quý con nông dân mình lên lấy kéo á, đừng có đi lãi chi mệt lắm. Bây giờ thời buổi giờ khỏi lãi, tốn tốn tiền tốn nhân công, lấy kéo cắt vừa bập ngay chỗ này nè. Cắt xong rồi 3 ngày sau tứ xô gieo humic cộng với ca cu kẽm tứ lại dùm cho nam, bắt đầu ở trên đọt phun, nó phun kéo đọt liền, như chờ mấy ngày cho già lại bắt đầu là làm lại đó. Thì hiện tại giờ á thì cái vùng này á là cái vùng đất sét nha quý con, bởi vì ra khi mà trồng cây cam á thì nó sẽ chậm phát triển hơn, nên chú ý về cái vấn đề là gì, mình cái cách để mình gãy phân. Gãy phân ở đây là gì, khi mà đất sét kiểu này á mình cần phải cải tạo cái bộ rễ lại, cái đất lại, như chẳng hạn là gì, cải tạo bằng hữu cơ. Hữu cơ lại, hàng năm mình phải cải tạo hữu cơ lại, tại vì cái vùng đất này đất sét kinh khủng không? Đó. Thì mình cải tạo từ từ lại thì vùng đất của mình nó biết im lại được, chứ không chịu nguyên ngang chúng ta mà đi phân hóa học nhiều, càng ngày nhiều thì đất càng ngày bị chai, cứ ngắt đi. Thì cây của chúng ta, cây cam của chúng ta nó bị vàng lá thối rễ, hay còn gọi là triệu chứng là bị bạc lá đó. Rất là nhiều vườn, hiện tại rất là nhiều vườn đang bị cái tình trạng là bạc lá. Bạc lá thì do cái vùng đất, tùy theo cái vùng đất, chứ không phải mình nói là vùng đất nào nó cũng bị hết. Vùng đất sét càng nhiều là vùng đất đó nó sẽ bị bạc lá, vàng lá càng nhiều. Đó, như vườn cam hiện tại anh cũng bỏ không phải không, tới giờ là bắt đầu với đầu chuẩn bị là đánh lại cơ tư rồi nè, chuẩn bị thuốc cơ tư như nè, này cho nó dài dài lại, cắt ngay chỗ này nè, cắt ngay chỗ này, cắt ngay cái chớn rồi quý con, cắt ở đây, cắt ở đây. Đó. Cắt xong rồi nếu mà trường hợp mình kỹ á, cắt rồi mình kỹ mình xịt thuốc bệnh lại, đặng cho cái gì, cho cái vết cắt của mình nó khô nhanh đi, nó không có bị thúi hư cái vết cắt, bị nấm bệnh tấn công vô. Xịt thì ví dụ như quý con nông dân mình có thể mình xịt một lần hàng bánh coco mình vết xanh, hoặc mình cộng với anh Win mình xịt nó. Còn cái vấn đề là gì, mình thúc cơ thì bắt buộc là phẳng cắt đọt xong là khoảng 3 ngày sau là mình phải tưới liền, 3 ngày 4 ngày mình phải tưới liền để cho nó kích thích cái bộ rễ cho nó ra. Rồi bắt đầu là chúng ta sẽ phun cái kéo đọt ở trên đó, phun bích 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 liền, bắt đầu nó ra đọt lên cái là xum xê cái cây lại liền. Cây này do là anh chưa cắt nè quý con, nó lọt sọt đó quý con, không dần thấy không nha. Nó lọt sọt với nhau gì nè, chứ đúng ra mà này phun chờ cho nó dài dài chút nữa, cắt bập 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 rồi ngon cực kỳ. Cỏ mà chưa phát luôn thấy không? Này mấy ngàn gốc anh? 2.000 gốc. Hiện tại giờ mình cũng xin chia sẻ tất cả quý con nông dân của mình luôn. Đây là một cái nguồn thông tin cũng gọi là cũng khá là bà con nông dân của chúng ta cũng đang quan tâm cái thời gian hiện nay về cái cây cam sành. Thì theo như nguồn thông tin năm biết á, là cái cây cam sành hiện tại giờ á đang nhà nước của chúng ta cũng đang chuẩn bị là gọi là ký hợp đồng với bên anh Trung Quốc để xuất khẩu đi, để cho cái nguồn nông sản hay còn gọi là cái nguồn cam sành của chúng ta á, được xuất khẩu đi Trung Quốc, thì nó sẽ giảm bớt đi cái sự rủi ro hay là sự tồn động trong nước của chúng ta. Tại sao? Tại vì cây cam sành ngày xưa tới giờ á là nó đi chỉ đi trong nội địa thôi, hay còn gọi là gì, đi ở Hà Nội
hay là đi ở những cái tỉnh miền Trung, miền Tây Nguyên này nọ thôi, nó không có đi được xuất khẩu được ra nước ngoài hay còn gọi là Trung Quốc đó quý con. Thì năm nay á, thì năm 2023 này á, thì Nam cũng đang nghe những cái gọi là nguồn thông tin, thì nhà nước của chúng ta cũng đang tìm một cái hướng đầu ra để cho quý con nông dân cam sành của chúng ta để được cái nguồn tiêu thụ được dồi dào hơn, để chúng ta không không có đụng hàng hay còn gọi là ùn ứ về cái nông sản của chúng ta nữa. Thì quý con nông dân mình biết đó, thì nói chung là cái gì cũng vậy hết. Ví dụ như chúng ta trồng thì bắt buộc là chúng ta phải bán được. Như vừa rồi á là nó chỉ có 1.000 một ký thôi, thì vô cái vụ gọi là cái vụ đông keng hay còn gọi là cái vụ thu hoạch rộ quý con, thì lúc đó thì bắt đầu nhà vườn của chúng ta coi như là vườn nào cũng có để thu hoạch hết. Một nhà vườn thì có thể là 70 80 tấn, 100 tấn, 200 tấn luôn. Nhưng mà vô cái đợt rầm rộ á, thì lại là gì, nó cái Hà Nội, ở Hà Nội của chúng ta thì nó gặp trời là gọi là rét, ở ngoài lạnh quá thì không có tiêu thụ được cái nguồn cam sành của chúng ta, thì bắt buộc là gì, giá nó phải rẻ. Thì sắp tới đây theo cái nguồn thông tin thì theo như Nam nắm được là giá cam sành có thể là nó sẽ nóng lên lại. Tại sao? Thứ nhất là miền Bắc đang hiện tại giờ đang cũng là bước đầu vô chuẩn bị là cũng hơi nắng nắng lại rồi, thì bắt đầu cái nguồn tiêu thụ bắt đầu cam nó sẽ vượt bậc lên. Như ngày hôm nay thì theo như nguồn thông tin thì cam ngày hôm nay là 10.000 một ký là quý con, bởi vì cái gì, nó sẽ nhóng lên khoảng đầu tháng 2 sau là cam có thể rơi vào tầm khoảng từ 15.000 một ký là quý con. Nếu mà quý con nông dân nào, nhà vườn nào còn đang cháy chưa tới lứa cắt thì cứ yên tâm, giá cam sẽ lên. Nếu đó là theo như Nam dự đoán được cái tình hình của thị trường. Còn cái tiếp theo nữa là gì, cam hiện tại giờ á chỉ là một cái tỉnh Vĩnh Long thôi, chỉ là một cái tỉnh thôi, có một tỉnh duy nhất là Vĩnh Long mà trồng cái diện tích cam thì cũng khá là nhiều. Thì nhà nước của chúng ta hiện tại giờ cũng đang tìm cái hướng đầu ra cho bà con nông dân của chúng ta về cái sản lượng cam sành hàng năm là xuất khẩu đi Trung Quốc nha quý con. Thì cũng đang đang hiện tại giờ cũng đang gọi là ký kết hợp đồng gì đó với nhau. Thì cái đó là thông tin thì Nam chỉ nắm được, thì Nam muốn chia sẻ tất cả quý con nông dân của chúng ta cứ yên tâm, đừng nên với hai nữa là gì, bà con nông dân nào chuẩn bị trồng cam hãy suy nghĩ lại, hãy suy nghĩ lại giùm cho Nam. Thứ nhất là gì, mình trồng là ví dụ như chẳng hạn bây giờ cái dùng mình là dùng cam thiệt, nhưng mà có thể là chúng ta sẽ trồng lựa chọn cái cây nào đó nó khác đi, chúng ta trồng cho nó có một cái hướng đi riêng đó quý con, thì nó sẽ giảm cái áp lực hơn về cái lúc mà cái lúc ta mà thu hoạch nhiều gỗ hơn đó. Thì đó là Nam chia sẻ thôi, còn về cái vấn đề mà mình muốn trồng cây gì thì mình cứ trồng nha. Thì riêng như cây cam sành thì sắp tới đây thì Nam sẽ thấy có chuyển vọng lại đó nghe quý con. Thì theo như đây hiện tại giờ á thì nói chung á, cam á thì nói chung là nó nhiều, cần nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là gì, đòi hỏi kỹ thuật hay còn gọi là đòi hỏi về vốn kinh tế để chúng ta trồng được một cái vườn cam như thế này. Tại vì một công cam trồng cho đến khi thu hoạch là nó rơi vào tầm khoảng từ 100 mấy chục triệu một công, chứ không phải là ít nha quý con. Bởi vì ra khi mà chúng ta trồng phải cân nhắc cái túi tiền đó. Coi gì chú Duy, coi cây coi lá nha, coi nhện đỏ phải không? Tại vì cái mùa này hầu như là bắt buộc nó phải có nhện đỏ nghe quý con. Trên cái vườn cây có múi như chẳng hạn là cây chanh, cây cam, cây bưởi, cây gì đó thì nói chung là nó sẽ có nhện đỏ. Đại như chẳng hạn đây, đây là cái nhện đỏ anh Đông thấy chưa, trời ơi lá này nó bị nè. Đây nè, lá này thì ông 21 cắt rồi nè, cho nên mình không có sạch hết. Nhưng mà cái lá già của anh hiện tại giờ nó đang nằm đây nè, kẹo hết trơn đây nè. Lá già nhiều khi khó hay khó thấy chút, còn lá non nó bò nè. Đây nè, rồi bây giờ sạch không trời. Nhưng mà em nói anh trước nghe anh Đông, phải hiểu rõ về cái bản tánh của cái ông này. Để anh coi nha, em nói nha. Ví dụ như anh xịt thuốc trên thị trường, em không biết là thuốc gì anh xịt nha. Nhưng mà anh xịt vô rồi, khoảng 4 ngày sau là con nhện đỏ nó sẽ gây hại nữa nha. Tại sao? Tại vì bản chất của cái con nhện đỏ là nó có cái ổ trứng. Mà cái ổ trứng của nó, cái vòng đời của nó là khoảng 3 ngày thì nó sẽ phát triển thiệt. Thì cái ổ trứng của nó nằm ở dưới đất đó. Khi mà anh xịt thuốc thì anh sẽ chết được đây, những cái con nhện đỏ này. Nhưng mà khoảng 3 ngày sau là nó đầu đầu là gì, nó sẽ lên nữa. Bởi vì cái gì, xịt thuốc nhện đỏ là phải kiếm cái dòng nào xịt cho nó chết luôn cả cái ổ trứng nha. Đừng có nghĩ là mình cứ xịt chết ở trên đây không là là nó sẽ hết, nhưng mà không, hoàn toàn là không. Tại vì cái dòng đời của con nhện đỏ là cái ổ trứng của nó là 3 đến 4 ngày là nó nở, rồi bắt đầu nó lên nó gây hại cây của chúng ta nữa. Thì chúng ta xịt cứ xịt hoài tốn tiền. Bởi vì ra xịt phải kiếm lựa chọn cái loại thuốc đặc trị nhện đỏ, giết luôn cả cái ổ trứng nó luôn.
Tại mùa nắng này thì hầu như là cây nào nó cũng phải chịu thôi, chẳng hạn là cam, chanh, bưởi, sầu riêng, mít, cây gì nó cũng phải bị nhìn đỏ hết. Rồi lại đại gia, đại gia vườn này là vô rồi anh em, tôi đảm bảo với anh em luôn, vườn này là sau này là vô giá đó. Nhưng mà một cái nữa là mình chia sẻ tất cả với con nông dân mình nha, thì cái vùng đất này là đất sét, khi mà muốn trồng một cái cây cam này nè, nó phát triển bền, cái lá nó được xanh như thế này đúng không, nó xanh như thế này đúng không, quý bà con nông dân của mình để giùm cho Nam đi, cái đất này là đất sét nha quý con, đây đất sét nha, để Nam quay Nam nói luôn cho quý con nông dân mình xem, ai mà sau này có trồng có dính đó, thì cũng biết cách để xử lý. Đây đây là một cái cục đất sét, thì quý bà con nông dân của chúng ta biết rồi, trên tất cả loại cây trồng cây ăn trái nó kỵ nhất là cái cục đất sét này. Khi mà chúng ta trồng vào một thời gian, như chẳng hạn cây như cây cam đi, mình nói cây cam đi, khoảng 6 cái cơ 5, cơ 6 cây nó phát triển bình thường. Mùa qua tới cơ 7, cơ 8 là bắt đầu cây nó chuyển qua màu vàng. Cái lá nó màu vàng. Cái anh em đi chạy thuốc, mấy anh em đi trị đúng không? Là anh em rất là tốn tiền. Tại sao mà hồi nhỏ này nè, mình anh em không đi trị trước mà chờ tới lúc cây mới bị bệnh rồi á, thì anh em biết chị là đảm bảo với anh em luôn, vườn của anh em là nó thất thoát về cái năng suất liền. Chị là chị như thế nào? Chúng ta phải cải tạo được cái cục đất sét này. Cải tạo được cái cục đất sét này, cải tạo là cải tạo cái gì? Ví dụ như chúng ta cải tạo bằng nền đất hữu cơ là thứ nhất, cái thứ hai nữa, hàng năm chúng ta phải cân đo đong đếm cái lượng vôi, rải để làm gì? Cho đất của chúng ta nó hạ phèn xuống nè, đất nè, cái cục đất sét này nè, từ từ nó hết cái lượng phèn, thì bắt đầu cây của chúng ta ngày qua ngày nó lớn 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 lên, cây khoảng cơ 7, cơ 8, cây nó phát triển đồng đều. Đó, nó không có hiện tượng là bị vàng lá thối rễ. Đó, còn ví dụ như mà cứ đất này mà anh em cứ đưa phân hóa học, đưa phân hóa học, đưa hoài luôn, cây cơ 7, cơ 8 sụp mặt, anh em khóc, ngồi khóc gồng. Rồi lúc đó biết đầu chạy bệnh, trị bệnh là coi như thua, lúc đó là trở tay đâu kịp. Tại sao thời gian nhỏ này anh em cứ việc là gì? Chúng ta phải xử lý kịp đi, xử lý trước đi. Làm cái gì cũng vậy, mình phải nắm bắt được cái vùng đất của mình. Cái thứ hai nữa mình phải học hỏi cái kinh nghiệm, coi thử đất của mình nó như thế nào, rồi cần bổ sung cái gì và cần thêm cái gì, cần bớt cái gì. Đó, chứ đừng nên cứ thấy người ta làm, ví dụ như cái vùng đất bên kia, đất cách khoảng 10 cây số, 5 cây số đi, cái ông nói tao xài đó tốt lắm, cứ theo xài ổng, mà rút cuộc lại mình không hiểu là cái vùng đất của ổng khác, cái vùng đất của mình nó khác nha quý con, chứ không phải là ai cũng như ai hết đó. Trời ơi, gì gớm đi nè, này là vườn nuôi sâu nha quý con. Thôi thì nói chung là buổi chiều rồi, giờ này cũng 4-5 giờ chiều đâu hết ha, mấy giờ gì, 4 giờ 45 rồi. Thôi thì Nam cũng làm một cái video ngắn gọn xúc tích thôi, cũng chia sẻ tất cả với con nông dân của chúng ta trồng cam có nhiều cái phấn khích hơn trong thời gian sắp tới nha.